Đây, em chào cả nhà. Đây là chuyến hàng buổi chiều, chuẩn bị ra đây để đóng thùng. Cái thùng em sử dụng nó là cái bìa cắt tông của quán tạp hóa, là những cái thùng bánh kẹo, nên là nó sẽ dày, nó đảm bảo cái hàng ở trong trong của mình là đảm bảo không vấn đề gì. Chứ em không đóng cái thùng sẵn, cái thùng thùng sẵn thì nó nhanh ấy, nhưng mà nó lại mỏng hơn. Buổi chiều hôm nay thì em có một số loại như là khổ qua này, xạ đen và đu đủ. Đây là cái khổ qua đây, đây là cái khổ qua rừng này. Cái này thì là sấy khô rồi. Đây là cái khổ qua rừng đây, này sấy khô rồi. Khổ qua này thì về thường là mình sẽ hãm nước mình uống, nó hỗ trợ về tiểu đường và hỗ trợ thanh nhiệt giải độc. Có thể tắm lên cho các em bé mà rôm sảy á, mình nấu nước rồi mình tắm cho các bé. Thế còn các cái sản phẩm về đu đủ thì đây là có cái trà đu đủ đực, trinh nữ hoàng cung và xả đen này. Cái trà này bên em đang bán rất là chạy, nó có sự kết hợp của hoa và lá đu đủ đực, thân lá xạ đen và là lá trinh nữ hoàng cung đó. Còn đây là cái hũ đu đủ đực ngâm với mật ong. Hũ này là hũ 1 lít bình thủy tinh. Đây là hũ 500ml này. Ở trên này thì em đều có ghi hướng dẫn sử dụng và cách dùng công dụng hết rồi, cả nhà về yên tâm sử dụng. Đây là cái hoa sấy khô. Sản phẩm về hoa lá đu đủ đực, về hoa đu đủ đực. Cái các sản phẩm về cây đu đủ đực nói chung là rất là nhiều, 4-5 sản phẩm. Cái bịch, mỗi một cái bịch này là 0,5 kg. Hàng chuyến chiều thì em đóng gửi đi. Cái trà túi lọc ạ. Còn một cái loại nữa, đó là cái loại trà đu đủ đực xạ đen, là chỉ có mỗi thành phần là hoa lá đu đủ đực và thân lá xạ đen. Này rất là thơm. Đây là em có sao vàng hạ thổ, rất là thơm. Bác nào sử dụng qua rồi, sử dụng rồi thì sẽ biết, rất nhiều khách mua lại, sử dụng nó thơm và nó tiện. Đó, thì ngoài ra thì về cái hỗ trợ về gan thì em có cái trà cà gai leo an xoa, sự kết hợp của hai cây dược liệu này là chuyên hỗ trợ về gan. Thành phần cà gai leo an xoa. Còn rất nhiều các loại dược liệu khác nữa. Em có để sẽ để ở trên website là quinhchi.com.vn, mời cả nhà lên trên đó tham khảo và ủng hộ. Rồi bây giờ em dừng video tại đây để bắt đầu đi gói hàng buổi chiều để gửi đi cho các bác. Về cái đóng hàng các bác cứ yên tâm là không vấn đề gì, hàng hóa đảm bảo, không vận chuyển không vấn đề gì. Đến nơi là mình cứ kiểm tra hàng rồi mình mới thanh toán, kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Rồi, em xin cảm ơn cả nhà.